Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một siêu phẩm mới về bên em, mang thương hiệu đến từ Gian. Thì thương hiệu Gian thì không còn gì xa lạ đối với bác đạp xe đạp thể thao lâu năm nữa rồi. Đây là một thương hiệu lớn trong dòng xe đạp thể thao quốc tế tại thị trường trong nước và ngoài nước. Và đây em sẽ giới thiệu bác một mẫu Gian cao cấp mới về bên em. Thì thường thì bên em về những dòng TCR 6000 và 6005. Thì đây là mẫu dòng Gian TCR 6006 rất là cao cấp, duy nhất ngày mai em về chiếc model 6006. Và điều đặc biệt chiếc dòng Gian TCR 6006 là sử dụng với bộ nguyên một group của dòng S-RAM. Thì như các biết thì những cái dòng sử dụng những đồ Shimano thì em có giới thiệu rất là nhiều trong thời gian vừa qua trên những dòng xe đua tay cuộc. Thì hôm nay em về được một chiếc nguyên sử dụng một group S-RAM, thương hiệu của bên thương hiệu đứng đầu về Mỹ về sử dụng phụ kiện cho xe thể thao, sử dụng S-RAM Ampex nhé, rất là cao cấp. Và xe được trang bị thêm, nâng cấp thêm đôi bên cá của chính hãng USA. Bên cá rất là cao cấp, cũng là chính hãng của thương hiệu Mỹ luôn, USA. Và sử dụng với cặp vành FSA, vành nguyên cặp, bạc đạn, căm lá hẹ, căm e-lock. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vàng trên khung hình ở bắc đây thì đây là một mẫu TCR mới về bên em, với cái tông màu là vàng và đen là hai tông màu chủ đạo của xe, rất là nổi bật trên khung hình này của xe với tông màu đen. Điểm nhấn là những đường vàng và kẻ chỉ trắng. Thì như em đã giới thiệu qua trước đây thì em đã về từng về rất nhiều xe dòng Gian dòng cuộc về cái mẫu TCR model 6000 và 6005. Thì đây là chiếc 6006 đầu tiên về bên em. Tổng thể xem đánh giá tầm 90% xe. Thì trong cái quá trình sử dụng thì xe có một vài vết xước sát nhỏ, nhưng mà tổng thể xe còn rất là đẹp. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy XL. Thì như các bác biết thì em giới thiệu thì dòng thương hiệu Gian sản xuất xe đạp thì có những hợp kim nhôm alloy trung tầm trung và cao cấp hơn, tức là tầm SL, dòng nhôm siêu nhẹ của thương hiệu Gian cao cấp hơn, nó chỉ ở dưới dòng carbon một chút thôi, rất là nhẹ bác nhé. Nhôm alloy SL. Đây là mẫu TCR model 6006 mới về bên em, với cái tông màu chủ đạo là màu đen vàng rất là dễ đi, màu trắng là những điểm nhấn trên khung xe. Giá bình nước chính hãng nguyên bản theo xe luôn. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian. Thì Gian Conlex thì như các bác biết thì em giới thiệu những cái cổ phốt ghi đông của thường Gian cao cấp, thường là Gian Conlex hoặc là dòng cổ phốt ghi đông Gian SL. Thì đây là dòng cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian SL. Nhôm cao cấp, cũng là nhôm siêu nhẹ của thương hiệu Gian bằng nhôm. Bên trên này có cái lắm chặt, cái lắp chặt bằng carbon. Vâng, thì trên bình ở bắc đây thì em đã giới thiệu bác đây là một cái mẫu của group của thương hiệu S-RAM Ampex. Đây có thể nhìn rõ, đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về cái dòng xe đạp thương hiệu linh phụ kiện S-RAM group của thương hiệu Mỹ, nổi tiếng trên thế giới. Đây là bộ group Ampex đây. Các bác hãy lên trên mạng gõ là linh phụ kiện của S-RAM Ampex thì nó ra cái đồ group của nó đây, rất là cao cấp. Thì đây em vào là một website chính hãng của xe đạp thể thao. Cái giá của nó rất là cao đúng nhá. Đây, 20.500. Của dòng S-RAM Ampex. Sử dụng với bộ tầng lip nguyên đùi đĩa, tay lắc và phanh ba mảnh. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua về cái thương hiệu của S-RAM Ampex, chính hãng Ampex nữa, nguyên bản trong xe của bên em, của dòng Gian TCR 6006 rất là cao cấp. Đây bộ tay lắc của bên S-RAM Ampex màu vàng, tay lắm cao su cũng là của S-RAM, màu cao su đúc của S-RAM.
rất là cao cấp. Bên tay phải em cũng được sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của SRAM Ampex nguyên bản, nguyên một cả đuốc của SRAM Ampex. Đằng trước xe là sử dụng với phanh 3 mảnh chính hãng của SRAM, nguyên một group SRAM Ampex. Càng nhôm compact rod, một hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng RAM TCR. Mayer bạc đạn chính hãng của FSA. Mayer rất là nổi tiếng về thương hiệu Mỹ làm về linh phụ kiện xe đạp thể thao. Thì như các bác đã biết, có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm. Đây, Mayer bạc đạn, vành cũng là vành của FSA, vành hai lớp, vành nhôm siêu nhẹ aluminum FSA, cũng chính hãng của FSA, cũng thương hiệu Mỹ luôn. Đây, căm lá hẹ nhé, căm lá hẹ, căm dẹp. Lực chấm gió của giúp xe rất là bon và chấm gió rất là tốt. Căm inox cũng nhá, chân inox. Thì những các bác thường thì đi những cái trời mưa gió rất là an toàn, không bị sợ ảnh hưởng gì đến căm đũa cả. Đây toàn bộ là inox cả, rất là cao cấp. Xe sử dụng với cặp lốp 700 nhân 23C. Cọc yên chính hãng của Gian, yên Gian, yên R2, yên cao cấp của chính hãng của Gian, yên R2 có nhá. Cái cặp yên dành cho những dòng xe TCR rất là cao cấp, nguyên bản theo xe, yên còn rất là mới. Đây, em giới thiệu đây, đây là đùi đĩa chính hãng của SRAM Ampex. Thì như cái video vừa giới thiệu qua các bác xem đây, đùi đĩa trục rỗng của SRAM Ampex, nguyên bộ group của SRAM Ampex, gạt đĩa cũng của SRAM Ampex luôn. Và xe được người chủ cũ nâng cấp thêm với cặp bedan cá chính hãng. Bedan cá UF rất là cao cấp, bedan cá rất là bé, bedan cài dày. Bedan này tương đương nó thị trường khoảng hơn 1 triệu đôi. Đằng sau sử dụng cái củ đề cũng vào củ đề của SRAM Ampex chính hãng nguyên bản sau xe, sử dụng với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe, lip xích còn rất là mới. Đằng sau cũng được sử dụng với cặp Mayer bạc đạn chính hãng của FSA, vành cũng là vành chính hãng nguyên bản theo xe, vành cũng là vành của FSA rất là cao cấp, vành nhôm hai lớp, căm lá hẹ, căm inox. Wow. Tất cả nguyên bộ và đúc chân xe TCR model 6600 rất là cao cấp của thương hiệu Mỹ, đến từ SRAM Ampex. Tay lắm cao su thì như các bạn nhìn đây, cũng nhìn đây thì chính hãng của nó chứ không phải là nó bị lệch đâu các nhá. Tức là nó là màu vàng, bên này màu vàng, bên kia là màu đen. Nó hỏi SRAM luôn này, SRAM này. Nhiều bác thắc mắc hỏi em thì em đã qua cho bác xem, đây có SRAM này. Vâng, chiều cao sai đứng của khung xe là size 47, tức là size S. Thích hợp các bạn dùng 1m6 1m7, trên 1m7. Đây đây là một cái mẫu dòng thông số sai đứng của xe rất là đại trà cho các bác đi, rất là dễ phù hợp các bác nhá. Bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Lên lip, xe sử dụng với nguyên bộ và đúp chính hãng của SRAM Ampex rất là cao cấp. Xuống lip, rất là trơn tru mượt mà, nguyên một cặp vành bạc đạn Mayer chính hãng của FSA, cặp lá hẹ inox. Bên phải em sử dụng với hai tầng đĩa chính hãng của SRAM Ampex, đùi đĩa trục rỗng. Xuống đĩa, lên đĩa, vâng, chuyển động rất là trơn tru mượt mà và hầu như hoạt động của xe không hề có chi tiết nào cả. Đây là một mẫu xe rất là cao cấp mới về bên em,
rất là hiếm về một chiếc xe mà tổng thể xe được sử dụng của group S5 Ampex và model của gian là TCR 6600. Vâng, em vừa nhớ tổng thể xong chiếc xe siêu phẩm mới về bên em, model rất là cao cấp của dòng TCR 6600, khung làm từ hợp kim nhôm rất là siêu nhẹ của Aluix SL, nguyên một group chính hãng của thương hiệu Mỹ S-Ram, túi trục giống S-Ram, tay lắc của S-Ram và bộ phanh S-Ram, sử dụng với nguyên cặp vành Mayer chính hãng của FSA, thương hiệu đến từ Mỹ. Bạc đạn, tăm lá hẹ giúp cho lực của xe chạm gió tốt hơn, và được cặp đặc biệt là cặp trang bị với cặp bê đan cá rất là nhỏ cho bê đan cài dày rất là cao cấp. Vâng, xe là rất tốt, bên em là 14,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Một hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.